chúng ta xem xét phần 2 lớn, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Một nhỏ, nguyên nhân ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Chúng ta đã biết sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước đã ra đời ở nước Đức nhưng chưa trở thành phổ biến. Chỉ đến sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, tức là giữa thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước mới trở thành một thực thể rõ ràng và mang tính phổ biến ở hầu hết tất cả các nước tư bản chủ nghĩa. Đây là một nét đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Về nguyên nhân, thì nguyên nhân thứ nhất, sự phát triển cao của lực lượng sản xuất dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật đã dẫn đến quy mô của nền kinh tế lớn, cơ cấu kinh tế đồ sộ, mang tính chất xã hội hóa cao. Nó đòi hỏi phải có một sự điều tiết xã hội mang tính kế hoạch hóa từ một trung tâm đối với sản xuất và phân phối. Điều đó nó vượt ra khỏi cái chức năng của các tổ chức độc quyền tư nhân, buộc các tổ chức độc quyền để duy trì được môi trường kinh tế xã hội ổn định cho sự tồn tại và phát triển của mình, để đem lại lợi nhuận độc quyền cao cho mình. Các tổ chức độc quyền đã phải nắm lấy nhà nước, sử dụng chức năng xã hội của nhà nước để can thiệp vào quá trình kinh tế. Từ đó hình thành lên chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Nguyên nhân thứ hai là sự phát triển của phân công lao động xã hội dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, làm xuất hiện một số ngành. Những ngành này rất cần cho nền kinh tế, đó là cơ sở tiền đề cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Ví dụ như xây dựng cơ sở hạ tầng cho giao thông, vận tải, người xây dựng cơ sở hạ tầng của điện, của nước, người chăm sóc sức khỏe cho nhân dân để duy trì cái sức khỏe cho cái lực lượng lao động, rồi nghiên cứu khoa học cơ bản, rồi hay như là giáo dục công cộng để nâng cao trình độ dân trí. Những ngành này thì đầu tư vốn rất lớn, quay vòng vốn rất chậm, không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận rất ít, cho nên các tổ chức độc quyền không muốn đầu tư hoặc không dám đầu tư, buộc chúng phải nắm lấy nhà nước, sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư vào các lĩnh vực này để duy trì môi trường kinh tế ổn định cho sự tồn tại và phát triển của các tổ chức độc quyền, đem lại lợi nhuận độc quyền cao cho các tổ chức độc quyền. Nguyên nhân thứ ba, đó là sự thống trị của độc quyền đã làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, làm sâu sắc thêm những cái mâu thuẫn giai cấp trong xã hội. Để duy trì được cái môi trường xã hội ổn định, buộc nhà nước tư sản phải đưa ra những chính sách xã hội như chính sách trợ cấp thất nghiệp, như chính sách trợ cấp khó khăn, như cái chính sách trợ cấp nhà ở, vân vân, để thực hiện phân phối lại, xoa dịu những cái mâu thuẫn trong cái xã hội tư bản do sự thống trị của độc quyền đem lại. Nguyên nhân thứ tư, cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế, sự bành trướng của các liên minh độc quyền quốc tế vấp phải hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích với các đối thủ trên thị trường thế giới, đặt ra những vấn đề kinh tế chính trị quốc tế vượt ra khỏi khả năng giải quyết của các tổ chức độc quyền, buộc các tổ chức độc quyền phải nắm lấy nhà nước với tư cách là người đại diện cho dân tộc, can thiệp vào các quan hệ kinh tế chính trị quốc tế nhằm duy trì cái môi trường ổn định cho sự tồn tại và phát triển của độc quyền, để đem lại lợi nhuận độc quyền cho các tổ chức độc quyền. Thứ năm, việc thi hành chính sách thực dân mới và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại cũng đòi hỏi phải có sự can thiệp của nhà nước vào đời sống kinh tế. Hai nhỏ, bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Bản chất này được thể hiện là, thứ nhất, là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư sản, tức là sự kết hợp sức mạnh kinh tế với sức mạnh chính trị thành một thể chế thiết chế thống nhất nhằm điều tiết nền kinh tế tư bản chủ nghĩa từ một trung tâm, để duy trì được cái môi trường kinh tế xã hội ổn định cho các tổ chức độc quyền, để đem lại lợi nhuận cho các tổ chức độc quyền. Biểu hiện thứ hai của bản chất độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản
nó đã biến nhà nước tư sản thành một tư bản tập thể. Trong đó, nhà nước tư sản bị phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền và là một công cụ để các tổ chức độc quyền can thiệp vào các quá trình kinh tế vĩ mô nhằm duy trì được những tỷ lệ cân đối của nền kinh tế, môi trường ổn định cho sự phát triển của tư bản độc quyền, bảo vệ lợi ích của các tổ chức độc quyền, duy trì sự tồn tại phát triển của chủ nghĩa tư bản và cứu nguy cho sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Ba nhỏ, những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Biểu hiện thứ nhất là sự kết hợp về mặt nhân sự giữa các tổ chức độc quyền với nhà nước. Sự kết hợp này được thực hiện từ cả hai phía, nhà nước và các tổ chức độc quyền. Từ phía các tổ chức độc quyền thì chúng thông qua các đảng phái chính trị của mình cử người ra tranh cử để nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Việc nắm giữ được các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước sẽ chi phối được các chính sách của nhà nước, các kế hoạch của nhà nước, các dự án của nhà nước, và qua đó sẽ đem lại lợi ích cho các nhóm độc quyền của mình. Mặt khác, bản thân nhà nước cũng cử người của mình tham gia vào hội đồng quản trị của các tổ chức độc quyền thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu trong các tổ chức độc quyền, hoặc được các tổ chức độc quyền trao cho những chức danh, danh dự trong hội đồng quản trị. Việc cử người vào hội đồng quản trị của các tổ chức độc quyền sẽ giúp cho nhà nước một phần nào đó có thể tác động đến các tổ chức độc quyền, buộc các tổ chức độc quyền phải thực hiện một số nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Biểu hiện thứ hai là sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước. Thì sở hữu của độc quyền nhà nước là sở hữu của tập thể các nhà tư bản độc quyền. Như vậy đây không phải là sở hữu của dân tộc, không phải là sở hữu của giai cấp tư sản, mà là sở hữu của một nhóm nhỏ những nhà tư bản. Đó là những nhà tư bản độc quyền, những chùm tài chính. Nó có chức năng là ủng hộ và phục vụ lợi ích của tư bản độc quyền nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Sở hữu nhà nước tư sản trong giai đoạn độc quyền bao gồm những động sản và bất động sản thuộc nhà nước, của nhà nước, rồi ngân sách của nhà nước, dự trữ quốc gia, rồi các tài nguyên, khoáng sản của đất nước. Nó được hình thành trong các lĩnh vực đầu tư vốn lớn, quay vòng vốn chậm, lợi nhuận ít, thậm chí không có lợi nhuận, mà tư bản độc quyền tư nhân không dám hoặc không muốn đầu tư. Như trong giao thông, đó là xây dựng đường xá giao thông, sân bay bến cảng, rồi xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, rồi cơ sở hạ tầng của điện nước, rồi đầu tư hình thành xây dựng các trường học công, bệnh viện công để nâng cao trình độ dân trí, duy trì sức khỏe, đảm bảo cái lực lượng lao động cho các tổ chức độc quyền, hay nghiên cứu các cái khoa học cơ bản để làm cơ sở cho cái nghiên cứu khoa học ứng dụng, vân vân. Thì sở hữu của nhà nước tư sản được hình thành thông qua việc nhà nước dùng ngân sách đầu tư vào xây dựng mới các xí nghiệp, mua lại các xí nghiệp tư bản độc quyền khi các cái xí nghiệp này không có lợi, để giải phóng cái tư bản độc quyền tư nhân ra khỏi lĩnh vực đó, hoặc mua một số cổ phần cổ phiếu trong các doanh nghiệp độc quyền, hoặc mở rộng sở hữu của nhà nước bằng cách cho tư bản độc quyền tư nhân mua cổ phần cổ phiếu. Biểu hiện thứ ba là sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản. Thì sự điều tiết của nhà nước kinh tế tư sản có thể điều tiết ở tầm vi mô, là điều tiết đối với các doanh nghiệp của nhà nước, có thể điều tiết ở tầm vĩ mô, là thông qua các công cụ để nhà nước tác động vào nền kinh tế. Hệ thống điều tiết của nhà nước tư sản hình thành một tổng thể những thể chế và thiết chế kinh tế của nhà nước, như là bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống chính sách của nhà nước, chính sách tài khoá,
chính sách tiền tệ vân vân. Nó có khả năng để điều tiết sự vận động của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và điều tiết toàn bộ cái quá trình tái sản xuất xã hội để duy trì cái sự tồn tại phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cơ chế điều tiết của độc quyền nhà nước là sự dung hợp cả ba cơ chế thị trường, rồi sự điều tiết của độc quyền tư nhân trong tổ chức độc quyền của mình và sự điều tiết của nhà nước. Thực chất đó là cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước nhằm phục vụ lợi ích của chủ nghĩa tư bản độc quyền và duy trì sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Tóm lại phần hai lớn, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Thứ nhất, về nguyên nhân hình thành thì ở đây ta thấy nguyên nhân cơ bản đó là sự phát triển của lực lượng sản xuất được xã hội cao dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật ở giữa thế kỷ thứ 20 đã làm cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phải biến đổi cho phù hợp. Sự can thiệp của nhà nước tư sản vào quá trình tái sản xuất xã hội chính là biểu hiện của sự phù hợp đó. Nó giúp cho chủ nghĩa tư bản tiếp tục tồn tại và phần nào thích nghi và phát triển. Tuy nhiên, nó vẫn không thể vượt qua giới hạn của chủ nghĩa tư bản. Không những thế, một mặt nó thể hiện mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày càng gay gắt. Mặt khác, nó báo hiệu một thời kỳ quá độ lên một sự mới tiến bộ hơn. Về bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, thì chúng ta thể khẳng định là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước chính là giai đoạn phát triển cao trong giai đoạn độc quyền. Nó vẫn mang đầy đủ bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Các quy luật của chủ nghĩa tư bản vẫn phát huy tác dụng và chi phối sự vận động phát triển của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Nhà nước tư sản đã trở thành công cụ kinh tế để phục vụ riêng cho lợi ích của thiểu số giai cấp tư bản độc quyền. Nó không còn là cái công cụ của toàn thể giai cấp tư sản, mà chỉ là công cụ của một nhóm nhỏ những nhà tư bản, đó là những tư bản độc quyền, tư bản tài chính. Những biểu hiện của nó càng làm rõ hơn sự phụ thuộc của nhà nước tư sản vào độc quyền và là công cụ phục vụ lợi ích cho tư bản độc quyền nhằm cứu nguy cho sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta đi xem xét vào ba lớn những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Phần này thì các em tự nghiên cứu trong tài liệu. Thầy xin giới thiệu sơ qua về cách tiếp cận. Thì cách tiếp cận là chúng ta lấy cơ sở lý luận từ sự hiểu biết của chúng ta về năm cái đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền và ba cái biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, đặt nó ở trong cái điều kiện phát triển mới của cái lực lượng sản xuất, của sự phát triển của khoa học công nghệ, của quá trình toàn cầu hóa hiện nay, thì chúng ta rút ra được 7 cái nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Và chú ý rằng 7 nét mới này không phải là nó khác biệt về bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước, chẳng qua nó chỉ là sự biểu hiện mới của cái bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước trong giai đoạn hiện nay mà thôi. Cái thứ nhất đó là sự phát triển nhảy vọt về mặt lực lượng sản xuất dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là của cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Cái nét mới thứ hai đó là nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ cái nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Lấy cái tri thức là điều kiện, là động lực cho sự phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Cái thứ ba đó là sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp trong cái điều kiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay, có sự điều chỉnh. Cái thứ tư là thể chế quản lý kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi lớn, nó thay thế những cách quản lý cũ bằng những cách quản lý mới, và đặc biệt là sự vận dụng những thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ vào trong cái tổ chức và quản lý doanh nghiệp. Cái thứ năm đó là sự điều tiết vĩ mô của nhà nước ngày càng được tăng cường. Sự điều tiết này không còn cứng nhắc mà là mềm dẻo, và sự điều tiết này nó ngày càng thích ứng với cái yêu cầu của thị trường. Nó lấy cái thị trường làm đối tượng nhưng đồng thời cũng lấy thị trường làm căn cứ để xác định những can thiệp của nhà nước vào quá trình kinh tế. Thứ sáu
là các công ty độc quyền xuyên quốc gia, nó có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa, và nó là lực lượng chủ yếu để thúc đẩy cái quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa. Và cái cuối cùng đó là sự điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường giữa các cái nhà nước trong quan hệ kinh tế quốc tế. Chúng ta đi xem xét phần 4 lớn, vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản, một nhỏ vai trò tích cực của chủ nghĩa tư bản đối với lại sự vận động phát triển của lịch sử loài người. Cái thứ nhất là chủ nghĩa tư bản ra đời dưới tác động của quy luật giá trị thặng dư và các quy luật khác trong chủ nghĩa tư bản. Nó thúc đẩy cái lực lượng sản xuất phát triển một cách nhanh chóng. Nó chuyển cái lao động từ cái kỹ thuật thủ công lên lao động kỹ thuật ngày càng hiện đại. Nó đã giải phóng được sức lao động, nâng cao hiệu quả khám phá chinh phục tự nhiên của con người. Thứ hai là chủ nghĩa tư bản đã chuyển cái nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại. Nó xây dựng nên một cái xã hội hiện đại, nó khác tất cả các cái xã hội cổ truyền trước đây trong cái chu kỳ văn minh này của nhân loại. Và dưới tác động của các quy luật của kinh tế thị trường, nó đã kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, hợp lý hóa quá trình sản xuất, vân vân. Nó đã tạo ra một khối lượng sản phẩm khổng lồ. Như Marx đánh giá, ở thời kỳ của Marx, chủ nghĩa tư bản từ giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19, tức là 100 năm tồn tại, nó đã tạo ra được một cái lực lượng sản xuất ngang bằng với toàn bộ lực lượng sản xuất của loài người trước đó cộng lại. Và trong thế kỷ 20 thì các nhà tư kinh tế học của nước Anh đã đánh giá 100 năm tồn tại của chủ nghĩa tư bản trong thế kỷ 20 từ 1900 đến năm 2000. Chủ nghĩa tư bản nó đã tạo ra được một cái khối lượng của cải gấp 15 lần khối lượng của cải của loài người trước đó cộng lại. Và vai trò tích cực thứ ba là sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản và phát triển của nó. Nó đã đẩy nhanh cái quá trình xã hội hóa sản xuất, phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, làm cho các cái quá trình sản xuất được liên kết với nhau, phụ thuộc với nhau một cách chặt chẽ, thành một cái hệ thống sản xuất xã hội thống nhất. Quá trình liên kết này không chỉ diễn ra trong một quốc gia, mà diễn ra trong khu vực và hiện nay đang diễn ra rất mạnh mẽ trên toàn thế giới. Chúng ta đi vào phần 2 nhỏ, những giới hạn phát triển của chủ nghĩa tư bản. Thì cái giới hạn thứ nhất, chúng ta thấy mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là giá trị thặng dư, là bóc lột lao động làm thuê của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì thế mục đích của nó là tập trung chủ yếu vì lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản, không phải vì lợi ích của quần chúng nhân dân lao động một cách tự giác. Nó tạo nên sự bất công, sự bất bình đẳng trong xã hội. Cho nên chủ nghĩa tư bản nó không phù hợp với sự phát triển của tiến bộ loài người. Loài người phải đi đến một cái xã hội tiến bộ hơn, đấu tranh cho một xã hội tiến bộ hơn so với chủ nghĩa tư bản. Cái thứ hai là chủ nghĩa tư bản với mục đích là giá trị thặng dư, cho nên nó luôn luôn tìm mọi biện pháp để chiếm lĩnh thị trường. Thị trường đầu vào, thị trường đầu ra. Cho nên chủ nghĩa tư bản trong xã hội hiện đại nó chính là một trong những nguyên nhân cơ bản của hầu hết các cuộc chiến tranh trên thế giới. Chúng ta đã biết mọi ngòi nổ chiến tranh của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và các cuộc chiến tranh cục bộ trong thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 này vẫn đang diễn ra, đều xuất phát từ cái mục đích của cái chủ nghĩa tư bản là chiếm lĩnh thị trường. Thì chúng ta đã biết cái hậu quả của chiến tranh rất lớn. Chiến tranh nó phá hủy lực lượng sản xuất, nó kéo lùi nền kinh tế thế giới hàng chục năm, nó gây ra đau khổ cho hàng triệu người. Cái thứ ba là sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội ngày càng sâu sắc. Trong chủ nghĩa tư bản, sự phân hóa này được thể hiện ở sự bần cùng hóa đối với đại đa số nhân dân lao động và tích lũy sự giàu có về của cải cho các tư bản độc quyền. Ở trên thế giới,
thì sự phân cực giàu nghèo giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng cao. Đó là sự phân cực giữa các nước phương Đông với các nước phương Tây, sự phân cực giữa các nước phương Nam với các nước phương Bắc. Cho nên chính vì thế, với những giới hạn đó, chúng ta thấy chủ nghĩa tư bản không phải là giai đoạn cuối cùng của lịch sử nhân loại. Nhân loại sẽ phải đi đến đấu tranh, đi đến để tìm ra một cái xã hội mới tiến bộ hơn so với chủ nghĩa tư bản. Ba nhỏ, xuông vận động của chủ nghĩa tư bản. Trên cơ sở chúng ta đã xem xét về bản chất của cái chủ nghĩa tư bản, cả trong giai đoạn tự do cạnh tranh, trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước, cũng như là chúng ta đã thấy được, vạch ra được cái mặt tích cực cũng như những hạn chế trong sự vận động phát triển của chủ nghĩa tư bản. Thì chúng ta thấy cái xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản được thể hiện, thứ nhất là trong chủ nghĩa tư bản, vì mục đích lợi nhuận, tức là giá trị tăng dược, trình độ xã hội hóa của lực lượng sản xuất ngày càng cao. Vì thế, để thích ứng, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phải không ngừng được điều chỉnh, mở rộng, mang cái hình thức xã hội cả về mặt quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý và quan hệ phân phối. Chúng ta đã thấy cái quá trình điều chỉnh đó được thực hiện thông qua cái chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Nhưng dù cho nó điều chỉnh, mở rộng, mang hình thức xã hội, thì bản chất của cái quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn không hề thay đổi, là vẫn dựa trên cơ sở sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và bóc lột lao động làm thuê dưới hình thức giá trị thặng dư. Không những thế, tính chất tư nhân của nó ngày càng được tập trung cao và được thể hiện rõ là cái nhà nước tư sản đã trở thành một chủ thể sở hữu tư bản tư nhân tập thể của các tư bản độc quyền. Cái thứ hai là sự điều chỉnh quan hệ sản xuất trong cái chủ nghĩa tư bản. Trong quá trình điều chỉnh thì phần nào đã tạo ra sự phù hợp nhất định của quan hệ sản xuất với tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất. Từ đó nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Nhưng những sự điều chỉnh đó nó không làm giảm đi mà nó còn làm tăng lên cái tính gay gắt trong mâu thuẫn vốn có, mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa cao của lực lượng, ngày càng cao của lực lượng sản xuất với tính chất tư nhân của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn này tất yếu sẽ dẫn chủ nghĩa tư bản tới chỗ phải bị thay thế bằng một xã hội mới tiến bộ hơn.